Kể từ khi hoàn thành xây dựng ngôi nhà 3 tầng mới trong vòng 6 tháng, anh Nguyễn Minh ở thành phố Hồ Chí Minh đã phải đối mặt với tình trạng ngấm nước sau mỗi trận mưa to. Vết nước từ sân thượng trải dọc theo khe đèn LED xuống lầu 2 và thậm chí xâm nhập vào nhiều nơi trong nhà, bao gồm cả phòng ngủ và các ổ điện. Tình trạng ngấm nghiêm trọng cũng đã xuất hiện trên ba mặt tường ngoại trời và chân tường phòng ngủ giáp khu vệ sinh tầng 2. Bên cạnh đó, nhiều vết nứt từ lớn đến nhỏ đã xuất hiện, gây thêm lo ngại cho anh Minh. Trước khi bắt đầu xây dựng, anh đã ký hợp đồng với một công ty xây dựng để thiết kế và thi công ngôi nhà. Mặc dù hợp đồng chỉ cho phép chủ nhà giữ lại 2% tổng chi phí để bảo hành, anh vẫn đồng ý do có mối quen biết. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, anh bắt đầu cảm thấy lo ngại. Anh phát hiện rằng công trường thường thiếu sự giám sát, thợ tự làm và tự quản. Khi xây sân thượng, anh đã đề xuất việc sử dụng gạch chống thấm, nhưng đơn vị thi công đã khẳng định rằng sơn là đủ, dựa trên cách họ đã làm với các công trình trước đây. Tình trạng tương tự đã được áp dụng cho cả ba mặt tường ở tầng 3. Sau khi dọn đến sống trong ngôi nhà mới và gặp tình trạng ngấm rột, anh đã liên hệ với đại diện của công ty thi công. Họ đã mua sơn chống thấm và thực hiện việc sửa chữa tại các vị trí bị ngấm nước. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, tình trạng ngấm vẫn tiếp tục xảy ra. Mặc dù công ty hứa sẽ gửi thợ qua để bảo hành, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ giải pháp khắc phục. Không thể chờ đợi thêm, anh Minh đã quyết định thuê một nhà thầu khác với mức giá 20 triệu đồng để giải quyết vấn đề ngấm rột. Tình trạng nứt tường và ngấm nước đã tạo nên một trải nghiệm khó khăn và đáng thất vọng trong quá trình xây dựng và sở hữu ngôi nhà. Chị Lê Hằng, ngụ tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã trải qua một hành trình đầy thách thức khi quyết định cải tạo căn hộ mới mua. Để thực hiện dự án này, chị quyết định tìm đến một công ty thiết kế uy tín để đảm bảo sự hiện đại và tiện nghi cho ngôi nhà của mình. Sau một thời gian tìm hiểu và thảo luận, chị đã ký kết hợp đồng với công ty và đặt trước một khoản tiền cọc là 35 triệu đồng, tương đương một nửa chi phí thiết kế. Tuy nhiên, niềm vui của chị Hằng đã không kéo dài được bao lâu. Khi công ty thiết kế hoàn thành bản vẽ và tiến hành thi công, chị đã nhanh chóng phát hiện ra những sai sót không nhỏ. Những chi tiết trong bản vẽ không đúng như mong đợi, và nhiều vật liệu thi công không đạt chất lượng như cam kết. Đặc biệt, một chiếc cột kỹ thuật nằm trong phòng khách bị thiết kế không hợp lý, gây khó khăn cho việc bố trí nội thất. Không chỉ dừng lại ở đó, trong quá trình thi công, chị Hằng còn phải đối mặt với những khó khăn khác như việc thiếu sự quản lý chặt chẽ từ phía công ty thiết kế. Thường xuyên thiếu người giám sát, các công nhân thực hiện công việc một cách tùy tiện và không có sự chuyên nghiệp. Những vấn đề nhỏ như lỗi kỹ thuật và thiếu trách nhiệm trong quá trình thi công đã khiến dự án của chị gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ. Với những thất vọng và phiền toái trên, chị Hằng đã quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty thiết kế và tìm kiếm một đơn vị khác để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, điều này không chỉ đòi hỏi thời gian mà còn tốn kém cho chị từ việc đặt cọc không thể hoàn lại đến việc phải trả thêm cho đơn vị mới. Theo ông Nguyễn Trường Thành, một kiến trúc sư có kinh nghiệm từ công ty tư vấn kiến trúc và nội thất Nertetat, việc lựa chọn đơn vị thiết kế và thi công nhà là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng. Ông chia sẻ rằng, trong thị trường nội thất của Việt Nam hiện nay, sự đa dạng về chất lượng và kinh nghiệm của các nhà thầu có thể khiến cho việc lựa chọn trở nên phức tạp và đầy rủi ro. Theo ông Thành, một số gia đình thường dựa vào giới thiệu từ người quen hoặc lựa chọn theo mức giá rẻ để chọn đơn vị thiết kế và thi công nhà. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc này cũng có thể mang lại những khó khăn không ngờ. Mỗi người có gu thẩm mỹ và mong đợi khác nhau, và một đơn vị không đủ kinh nghiệm có thể không đáp ứng được tốt các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Để tránh những rủi ro không mong muốn, ông Thành khuyên rằng chủ nhà nên tự mình kiểm tra và đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm của đơn vị thiết kế qua các dự án đã hoàn thành. Điều này có thể bao gồm việc tham khảo ý kiến của các khách hàng trước đó và thậm chí đến tham quan các công trình thực tế. Trong bối cảnh ngôi nhà đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và là nơi mà chúng ta tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, việc đảm bảo chất lượng trong quá trình xây dựng và thi công là điều vô cùng quan trọng.